Người bình thường khác người điên ở điểm nào? Đó là chúng ta giữ những suy nghĩ ở trong đầu, còn người điên thì nói ra. Và có một nghịch lý gọi là nghịch lý người điên. Đố bạn biết người điên hay nói câu gì nhất? Điên loạn, mất trí, hoang tưởng, mê sảng là những từ ngữ mà người bình thường hay gán ghép cho những con người khác thường. Tất nhiên, không phải ai khác thường cũng đều là hoang tưởng, và cũng không ai muốn ghép cho bản thân mình những trạng thái như vậy hết. Thế nên câu nói thường nghe nhất từ bệnh nhân tâm thần là câu: "Tôi không có bị điên, tôi không có hoang tưởng." Còn người bình thường, hỡ bị người khác chửi là điên thì họ lại đều chấp nhận hết. Ừ, tôi điên đó, tôi điên mới lấy cô làm vợ, tôi điên mới lấy anh làm chồng. Khi mà người điên nói rằng họ là người bình thường, còn người bình thường thì nói rằng họ bị điên, bài toán đặt ra: ai nói dối, ai nói thật, ai mới là người điên, ai là kẻ khùng? Dĩ nhiên bạn sẽ dễ dàng nói rằng kẻ hoang tưởng chính là kẻ đang nói dối, và họ mới đúng là bệnh nhân trốn viện cần bị bắt lại. Nhưng nhìn kỹ lại đi, người điên họ thấy gì? Họ là những người điên trong thế giới này, hay cả thế giới này là thứ hoang dại trong con mắt của họ? Một khi bạn giống với đa số, bạn sẽ làm người bình thường, bạn trở thành tiêu chuẩn của xã hội, là mẫu mực của nhân loại. Còn khi bạn khác người, bạn chọn lối đi riêng, thì người ta lại cho là bạn bị điên, bạn bị khùng. Lúc bạn thất bại trên con đường đó, họ sẽ bắt bạn nhốt vào trại tâm thần và cách ly bạn với cộng đồng. Nhưng nếu như bạn thành công với bước đi đã chọn, thì xã hội lại tung hô và cho rằng bạn là một câu chuyện độc lạ không giống ai, thinking outside of the box, phá vỡ truyền thống, tạo dấu ấn riêng, trở thành trường hợp biểu mẫu để noi theo. Như vậy thì giữa khùng điên và mẫu mực chỉ khác nhau ở kết quả hành động, có đúng không? Chẳng hạn như câu chuyện của họa sĩ Vincent Van Gogh. Lúc còn sống, ông bị xã hội ruồng bỏ, đối xử chẳng khác nào như với một kẻ điên vì các tác phẩm của ông quá dị quái và cực đoan. Hay cả tranh của họa sĩ Pablo Picasso cũng vậy. Tranh của ông quá trừu tượng đến khó chịu, không hề phù hợp với giai đoạn sinh thời của mình. Chuyện sau này ai cũng biết rồi đó. Và rõ ràng những suy nghĩ càng vượt thời đại thì càng dễ bị phần đông xã hội đánh đồng suy nghĩ là điên rồ và hoang đường. Hay như bọn mình làm kênh một video, các bạn xem xong subscribe ầm, thì mình sẽ được cộng đồng biết đến, được hưởng ứng rồi đạt nút bạc, nút vàng. Lúc đó mình là người bình thường, cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Nhưng nếu làm xong mà ai coi cũng thấy ghét, kênh gì toàn xây dựng tư duy, rồi lồng ghép kiến thức và suy nghĩ phức tạp, quá khác biệt với những kênh khác, thế nên dễ bị ghét và dislike liên tục, thì bỗng dưng bọn mình chẳng khác nào trở thành những kẻ ba trợn hoang tưởng điên khùng. Đó là cái giá của sự khác biệt đó bạn. Hy vọng thời gian sẽ cho mọi người câu trả lời xác đáng. Nhưng không phải cái điên nào cũng như cái điên nào đâu nha. Nếu xét về là một dạng bệnh lý trên cơ thể người thì cũng phải phân thành nhiều thể loại khác nhau nữa. Các nhóm chính của bệnh tâm thần, check xem bạn thuộc mức độ nào. Số 1, rối loạn tâm trạng, có cảm xúc không ổn định, trầm cảm, nghi ngờ, tự mãn, kích động nói nhiều, lúc vui lúc buồn, lúc này lúc kia, làm việc theo tâm trạng, nghề nghiệp hay mắc bệnh này nhất, làm chủ tịch, làm sếp. Số 2, rối loạn lo âu, duy trì thường xuyên tình trạng lo âu, lo lắng quá mức độ bình thường, có cảm giác liên tục bất an, bị ám ảnh với xã hội và dư luận, hoảng loạn một cách không cần thiết, người dễ bị nhất, các bà vợ, bà mẹ bỉm sữa. Số 3, rối loạn nhân cách, hay có những cảm xúc và hành vi không phù hợp với thực tế, không đồng nhất, gặp người này thì tính cách thế này, gặp người khác thì tính cách lại khác, thấy người ta không may thì lại đứng cười vui hết ý, ai hay mang bệnh này, rõ ràng là mấy đứa bạn chung bàn. Số 4, cuối cùng là rối loạn tâm thần. Đây là mức độ nặng nhất, khi liên tục thấy ảo giác, hoang tưởng, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới thực tại. Cấp độ này thường dành cho các bậc vĩ nhân. Còn bạn thì sao? À, các triệu chứng là thật, còn ví dụ người hay bệnh đó thì tham khảo cho vui thôi. Các ông đừng về nhà mà lôi vợ ra hỏi xem bà có bệnh tâm thần hay không, thì lúc đó đừng đổ thừa mình nha. Đừng quá lo lắng khi bạn gặp ít nhất một trong những triệu chứng trên. Bệnh tâm thần không phải là bệnh nan y, cũng không phải là bệnh mãn tính. Nó thuộc về dạng bệnh lý tâm lý, có thể chữa được. Vì tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Nhưng cái quan trọng, tâm dược này cụ thể là gì thì không có bác sĩ nào dám kê ra cả. Đơn giản vì nó không tồn tại, mà bạn phải là người tìm ra liều thuốc ấy. Túm lại là lỡ mắc bệnh rồi thì nhớ tự mình tìm thuốc chữa nha, chứ không ai cứu được bạn đâu. Đôi khi, con người cũng cần lắm những lúc phát điên phát rồ, để đời bớt nhạt, để tình thêm vui. Và cũng chính nhờ những lúc điên rồ ấy mà mới có những thứ hay ho lưu truyền lại cho con cháu đời sau. Điên rồ và mất đi lý trí nằm ở vị trí số 7 trong số những thực thể bất tận, thêu dệt nên sự tồn tại của hiện thực và nhân loại. Theo đó, nó là em út và nắm ít quyền hành nhất bởi vì trạng thái bất ổn của nó. Nhưng bạn đừng quên, vũ trụ của những kẻ điên chắc hẳn sẽ ấn tượng và độc đáo hơn bất cứ vũ trụ nào mà bạn từng gặp phải. Không hẳn là giấc mơ, không hẳn là cái chết hay sự hủy diệt, cũng không hẳn là dục vọng hay tuyệt vọng.
sự điên rồ hoang dại. Nó là tổng hòa của tất cả những thứ mà một người bình thường chúng ta không thể đạt đến được. Nó sắc màu, nó biến hóa, nó quay cuồng, nó trộn vào nhau. Bạn có thấy nó đẹp lắm không? Đây là vị trí cuối cùng của sự tồn tại rồi. Các bạn có theo dõi đến đây chắc cũng phải gọi là bất bình thường lắm. Và bạn chắc hẳn cũng là một người khác biệt lắm. Đối với mình, vạn vật đều có duyên số. Và việc bạn xem được video này chắc hẳn cũng có một ý nghĩa nào đó. Nên mình sẽ càng trân trọng hơn sự quan tâm và theo dõi của mọi người. Có một thông báo nhỏ là bọn mình sẽ tổng hợp hết tất cả những video của 7 thực thể vũ trụ bất tận thành một buổi công chiếu hoàn chỉnh cho mọi người, xem như là một món quà tri ân cho những sự trân trọng và ủng hộ mà các bạn đã dành cho kênh. Bật mí là sắp tới sẽ còn những chủ đề khá là hấp dẫn phía sau. Dĩ nhiên là bạn muốn tụi mình làm về chủ đề gì, có thể bình luận bên dưới. Và hãy cùng chờ xem những điều đặc biệt tiếp theo nhé.